Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Báo Thanh Hóa. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Quy trình xin rút giấy phép vaccine COVID-19 tại các khu vực quốc gia còn lại trên toàn thế giới của hãng dược AstraZeneca đang diễn ra. Tại Việt Nam, trong thời gian đoạn đầu xảy ra dịch COVID-19, Việt Nam đã đặt mua của AstraZeneca 30 triệu liều vaccine. Sau đó, Việt Nam cũng tiếp nhận một lượng vaccine AstraZeneca qua các chương trình, tổ chức tài trợ. Số vaccine này đã góp phần vào thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 nhằm kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Việt Nam không còn sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca để tiêm chủng từ tháng 7 năm 2023. Từ tháng 7 năm 2023, số vaccine COVID-19 do hãng này sản xuất không còn hạn sử dụng. Theo quy định an toàn tiêm chủng, vaccine đã không còn được sử dụng để tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi vaccine cấp phép lưu hành hết hạn, vaccine này không nhập vào Việt Nam. Lần gần đây nhất, vaccine AstraZeneca được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân phối cho các địa phương là vào tháng 2 năm 2023 với 800.000 liều, hạn sử dụng đến tháng 7 năm 2023. Hiện còn tồn khoảng 300.000 liều, chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia. Theo báo Telegraph, từ ngày 7 tháng 5, vaccine phòng COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca nghiên cứu và sản xuất sẽ không còn được sử dụng tại Liên minh châu Âu EU. Việc này do AstraZeneca đã chủ động xin rút giấy phép kinh doanh loại vaccine này tại EU. Hãng dược của Anh và Thụy Điển trên cho biết đang thực hiện quy trình xin rút giấy phép tại các khu vực quốc gia còn lại trên toàn thế giới. Đại diện AstraZeneca khẳng định việc thu hồi toàn bộ loại vaccine trên thuần túy đến từ lý do thương mại. Hãng này cho rằng hiện đã có nhiều dòng vaccine khác hữu hiệu hơn, có khả năng phòng chống nhiều biến chủng COVID-19 mới hơn vaccine của mình. Do đó, nhu cầu của thị trường với vaccine của AstraZeneca đã không còn. Hiện hãng dược AstraZeneca cũng đã ngừng việc sản xuất và cung cấp loại vaccine phòng COVID-19 trên. Thông báo của công ty này nêu rõ, chúng tôi đặc biệt tự hào vì vai trò của Vaxzevria, tên thương mại của loại vaccine, trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19 toàn cầu. Với việc nhiều loại vaccine phòng COVID-19 mới đã được phát triển, nhu cầu dành cho Vaxzevria đã giảm. Do đó, loại vaccine này đã không còn được chúng tôi sản xuất hay cung cấp. Trên cơ sở đó, AstraZeneca quyết định rút giấy phép kinh doanh Vaxzevria khỏi châu Âu. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan quản lý và đối tác khác để tìm phương án kết thúc trang sử và sự đóng góp đáng kể đối với việc kết thúc đại dịch COVID-19 này. Động thái thu hồi vaccine của AstraZeneca diễn ra chỉ vài tháng sau khi hãng dược này thừa nhận loại vaccine trên có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp, bao gồm tình trạng đông máu đi kèm hội chứng giảm tiểu cầu TTS. Vaxzevria đã bị giám sát chặt chẽ trong những tháng gần đây vì một tác dụng phụ rất hiếm gặp, gây ra cục máu đông và số lượng tiểu cầu trong máu thấp. AstraZeneca thừa nhận trong các tài liệu nộp lên tòa án vào tháng 2 rằng vaccine trong những trường hợp rất hiếm có thể gây ra TTS. Hội chứng giảm tiểu cầu TTS bị cho là liên quan ít nhất 81 trường hợp tử vong tại Anh. AstraZeneca đang bị hơn 50 nạn nhân và người thân kiện trong một vụ án ở Anh. Tuy nhiên, phía AstraZeneca nhấn mạnh quyết định thu hồi không hề liên quan đến thông tin trên và chuyện hai vụ việc diễn ra gần nhau chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Các nhà khoa học vừa cảnh báo biến thể phụ mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có tên KP.2 có khả năng lây lan nhanh hơn và né vaccine tốt hơn so với các biến thể trước đây, kể cả biến thể XBB đang chiếm số đông các ca nhiễm mới. Nghiên cứu được công bố trên bioRxiv, một nền tảng lưu trữ bản thảo khoa học trước khi được bình duyệt. Tuy nhiên, những phát hiện này cho thấy mối đe dọa tiềm ẩn đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng và cần được theo dõi chặt chẽ. Biến chủng KP.2, một nhánh con của Omicron, sở hữu hai đột biến đặc biệt giúp lây truyền nhanh, có thể trốn tránh được miễn dịch. Giáo sư Albert Ko, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại trường y tế công cộng Yale, cho biết KP.2 có thêm hai đột biến khác biệt so với JN.1, mang lại lợi thế về lây lan và trốn tránh miễn dịch. Theo nghiên cứu, KP.2 có hệ số lây nhiễm thực RE cao hơn đáng kể so với biến thể JN.1, cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn. Điều này được quan sát thấy ở Mỹ, Anh và Canada, nơi KP.2 đang lan rộng nhanh chóng. KP.2 cũng cho thấy khả năng kháng trung hòa cao, nghĩa là biến thể này có thể trốn tránh hệ miễn dịch do vaccine hoặc do nhiễm các biến thể trước đó tạo ra. Khả năng kháng vaccine cao hơn này có thể là một phần lý giải cho việc gia tăng số ca mắc COVID-19 do KP.2. Tiến sĩ Andrew Peacock, nhà virus học tại Đại học Johns Hopkins, nhận định sự xuất hiện của KP.2 và các biến thể khác là câu chuyện cũ. COVID-19 thường xuyên biến đổi và tạo ra các chủng mới có khả năng lây lan cao theo thời gian. Chu kỳ này từ 3 đến 6 tháng, nhanh hơn nhiều so với các virus theo mùa khác như cúm. Theo CDC, hiện hơn 97% người dân Mỹ có kháng thể tự nhiên hoặc từ tiêm chủng chống lại COVID-19. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ sẽ mất dần theo thời gian. Tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ tạo ra một nhóm dân số dễ tổn thương, cho phép các biến chủng mới phát huy tác dụng. Nhóm người già và mắc bệnh nền được khuyến cáo nên chủng ngừa mỗi năm một lần để ngăn khả năng chuyển nặng nếu nhiễm virus. Các nhà khoa học chưa rõ biến chủng có thể gây ra làn sóng lây nhiễm đột biến vào mùa hè hay không. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 trong thời gian qua vẫn tăng ổn định theo mùa. Theo tài liệu của tòa án, gã khổng lồ dược phẩm AstraZeneca lần đầu tiên thừa nhận vaccine COVID-19 của họ có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, từ đó dẫn đến đông máu và nguy cơ dẫn đến tử vong. Công ty này đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể cáo buộc tác dụng phụ của vaccine COVID-19 do họ sản xuất có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Cuộc chiến pháp lý do Jamie Scott, một ông bố hai con, bị đống máu dẫn đến tổn thương não hậu tiêm vaccine của AstraZeneca hồi tháng 4 năm 2021, thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19. Ông yêu cầu hãng dược phẩm bồi thường và tuyên bố vaccine AstraZeneca bị lỗi và kém an toàn. Tuy nhiên, công ty AstraZeneca phủ nhận cáo buộc. Tờ Daily Telegraph, trích dẫn phát ngôn AstraZeneca hồi tháng 5 năm 2023, cũng từng khẳng định vaccine của họ không gây ra hội chứng huyết khối kèm giảm tiểu cầu TTS, hiện tượng cục máu đông. Hiện tượng cục máu đông là tình trạng hiếm gặp, nó có thể làm giảm lưu lượng máu khi kết hợp với số lượng tiểu cầu thấp, gây khó khăn cho việc cầm máu. Các triệu chứng cục máu đông bao gồm đau đầu dữ dội và đau bụng. Dù từng nhiều lần phủ nhận, các tài liệu đệ trình lên Tòa án tối cao Vương quốc Anh hồi tháng 2 của AstraZeneca lại thừa nhận vaccine AZ, tức AstraZeneca, trong một số trường hợp rất hiếm có thể gây ra TTS, cơ chế nhân quả chưa được biết rõ. Theo Telegraph, công ty cũng cho biết thêm, hơn nữa TTS cũng có thể xảy ra trong trường hợp không tiêm vaccine AstraZeneca hoặc bất kỳ loại vaccine nào. AstraZeneca khẳng định dữ liệu hiện có cho thấy loại thuốc này có hồ sơ an toàn có thể chấp nhận được và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới luôn tuyên bố rằng lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ tiềm ẩn cực kỳ hiếm gặp. Năm 2021, nhiều quốc gia phương Tây đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca vì lo ngại nó có thể khiến một số bệnh nhân hình thành cục máu đông. Vào thời điểm đó, người đứng đầu chiến dịch vaccine của cơ quan dược phẩm châu Âu EMA, Marco Cavalleri, khẳng định có mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêm loại vaccine này với hiện tượng cục máu đông trong não. Nhưng đồng thời, ông vẫn khẳng định lợi ích của việc tiêm vaccine vẫn lớn hơn rủi ro. Vaccine AstraZeneca được phát triển với sự cộng tác của Đại học Oxford. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, vaccine của AstraZeneca có hiệu quả 72%. Theo công ty, tính đến tháng 4 năm 2021, hơn 17 triệu người đã tiêm ở EU và Vương quốc Anh với chỉ dưới 40 trường hợp mắc bệnh huyết khối được báo cáo.